thực hiện nghị quyết số 12 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Xã Thọ Dân huy động cả hệ thống chính trị từ xã đến khu dân cư cùng vào cuộc, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết để thực hiện. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động đến từng hộ, thuyết phục, vận động để các hộ hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, lợi ích thiết thực mang lại cho người dân khi mở rộng đường. Chính họ là người được hưởng lợi, tuyên truyền về cơ chế, phương án hỗ trợ của huyện, xã, từ đó tạo sự đồng thuận, lòng tin, sự đồng tình phấn khởi tích cực hưởng ứng của nhân dân. Các tuyến đường cần mở rộng của toàn xã có chiều dài 17,863 km. Trong đó, đường xã có chiều dài cần mở rộng 4,3 km. Đường thôn có chiều dài cần mở rộng 10,796 km. Đường ngõ xóm có chiều dài cần mở rộng 2,740 km. Với phương châm dễ làm trước, khó làm sau, xã chọn thôn Ngọc Đà làm mẫu trước mở rộng tuyến đường Sao Mai đi Hà Lũng Thượng có 54 hộ với chiều dài 2,8 km. Thực hiện cái nghị quyết 12 thì đối với Thọ Dân á, thì đến nay á, đã vận động nhân dân đã hiến đất, hiến công trình đã mở được trên 8 km đường giao thông nông thôn. Riêng hôm nay thì thôn đối với thôn Ngọc Đà là nằm trên cái tuyến đường liên xã, liên thôn từ đường Sao Mai đi Hà Đồng Thượng với tổng chiều dài là 2,8 km. Riêng thôn Ngọc Đà là có 54 hộ nằm trên tuyến đường đó. Thì sau khi đã tiếp thu chủ trương thì xã đã họp nhân dân và nhân dân đã đồng tình ủng hộ. Thì đến nay á, thì các gia đình đã hiến có nhà đến hiến đến 50 mét vuông đất và hàng gần 100 mét vuông tôn để mở đường giao thông. Thì với cái tinh thần đó thì chúng tôi đang đẩy nhanh cái tiến độ thì để bàn giao cái mặt bằng nhà thầu thi công vào ngày 15 tháng này chúng tôi sẽ thi công tuyến đường đó. Đến nay, xã đã có 7 trên 7 thôn triển khai thực hiện nghị quyết với trên 320 hộ dân tham gia hiến đất với trên 9.200 m2 đất. Toàn xã đã vận động nhân dân giải phóng và mở rộng được 5,16 km. Các thôn đã linh hoạt sáng tạo trong vận động nhân dân hiến đất. Tiêu biểu là thôn Ngọc Đà, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến hàng chục mét vuông, chặt cây, phá rỡ tường rào và các công trình kiến trúc trên đất. Khi mà chúng tôi được nghe cái chủ trương là hiến đất để mở đường giao thông thì cái này chúng tôi thấy là rất phấn khởi. Vì đây là một cái chủ trương rất là lớn để mang lại cái lợi ích cho toàn thể bà con nhân dân, mang lại cái lợi ích cho hôm nay và cho cả tương lai mai sau. Thì sự thực mà nói thì lúc đầu thì bà con chúng tôi thấy cũng có những cái là còn đang băn khoăn về cái việc là phải phá dỡ, phải hiến công trình, hiến đất. Thì cái này cũng có những cái là mất mát đối với bà con. Nhưng sau khi được cán bộ rồi trong thôn, rồi chính xã đã thông thì chúng tôi cũng thấy là đây là cái lợi ích chung. Cho nên là chúng tôi cũng nhất trí và để cho cái đội mà phá dỡ đường là hôm nay là tiến hành. Thì còn lại một số hộ thì hiện nay chưa thực hiện được, nhưng cái này thì chắc chắn là rồi bà con chúng ta sẽ là thông và để mang lại cái lợi ích chung cho xã hội, cho toàn thể bà con nhân dân, cho hôm nay và cho mai sau. Sự lan tỏa phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn ở xã Thọ Dân đã làm thay đổi bộ mặt vùng quê. Nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền về chủ trương đúng đắn của nghị quyết. Đây chính là điểm nhấn quan trọng tạo tiền đề để xã Thọ Dân vững bước xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.